the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Đây là vườn quốc gia Tràm Chim. Ngay đi lùa bên phía này thử coi. Rất nguyên sinh, rất đẹp luôn. Rừng rú. Nãy sáng giờ xảy mấy con đứt dây. Đẹp. Giật sóc lại nó cái. Mới xuống cần mà anh trai này câu cá linh bị cá gì nó ăn, nó kéo cái cần đi luôn. Thấy cái tình hình cá mắm có vẻ như khả quan lắm. Con. Cá không bự lắm, kéo dữ. Không bự lắm hả? Mới xuống làm mấy pha này hồi hộp quá. Người ăn bột hả? À. Dạ không anh. Nó dí con cá nè. Nó dí con cá. Á mồi mình không dí, nó dí con cá. Dạ dạ dạ. Trời ơi, câu cả buổi không dính con nào. Đứt với sảy không. Giờ chuẩn bị về ăn trưa. Táp bầy cá linh xuống ăn thức ăn à? Ừ. Đâu, táp bầy cá linh á, chứ nó đâu ăn thức ăn con ấy đâu. Táp linh với chúng cá linh nó vướng vô đây á. Ừ. Cá linh đang ăn nó nhảy vô nó ăn. Lưỡi đúng không? Bẹt 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 anh bẹt miệng đó, bẹt miệng đó, bẹt miệng đó, bẹt bẹt anh bẹt. Có đâu dây trên mà? Dây. Đâu có dây dưới dây mà dưới dây. Anh bẹt miệng á, anh bẹt miệng á, nó mới hép lại. Anh bẹt ừ đúng rồi. Dính cái răng nó kìa. Đù má đây còn cái lưỡi nữa nè.
ở đây là ăn sức cái lưỡi của ai nữa nè ông ơi. Ừ. Lưỡi không với lưỡi của ai? Không, lưỡi em đủ hết á. À. Nè lưỡi em 4 cái đủ nè. Cùng sai nè. Cùng sai. Lưỡi của ai? Nè lưỡi sắc nhạt hả, lưỡi đi của ai nè. Rồi dèo vô. Lấy máy chụp hình cho em. Đấy. Bỏ đi. Chụp tấm làm hình nào đây. Tấm ơi. Chụp đi. Đi. Trời ơi, con cá của người ta, người ta mừng. Đu duyên quá. Ờ, con cá ta mừng cho người ta chụp. Giống như người ta không trời. Nè, có cái kẹp. Em qua lấy cái máy đi. Để mà mở máy chụp cái ơi. Kẹp nó vô. Kẹp nó vô chụp cho đẹp. Quá trời đã ăn cá rồi. Không ngờ lần này lý nó nữa. Thôi thả nó. Cầm rửa tay đi, rửa tay để cho nó cầm cho vậy. Đây, bữa trưa trong rừng. Lươn, lẩu cá linh. Cá gì kho. Đây là chê. Cá chê kho. Và bia, tép. Tép giang. Đấy, cá rô đồng. Cá gì cũng đồ đồng hết. Con này cũng là đồ đồ ở đây luôn. Giữa rừng rú. Câu lô cá linh, bạn đã thử bao giờ chưa? Xảy rồi. Cá không chịu ăn. Bây giờ mình thử đổi mồi. Với lại mình sẽ đổi cách đánh là cá nó dí bầy cá con thì mình sẽ quăng mồi vào cái vị trí đó để xem thế nào. Thank you.
Rồi, vô. Hay quá, nguyên cái bình ni lông. Sao chạy nữa mày quá. Là duo. Cá nó dính ở mép ngoài, giờ dở lên sợ rớt á. Giờ chắc bỏ vô cái thuyền này cho nó yếu chút, nó đỡ dậy rồi nhấc nó lên luôn. Ở đây không có vợt cái gì hết các bạn,
so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Cá này nó táp ngoài. Con muốn câu về nhà ăn câu với con.